Chào các em nha. Chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trong bài luyện tập trung trang 123-124 sách giáo khoa môn toán lớp 4. Và các em nhớ là chúng ta sẽ có 3 cái bài luyện tập trung liên tiếp, và đây là cái bài luyện tập trung thứ 2. Trên kênh của chúng mình thì chương trình toán của lớp 4 thầy đã quay xong nhá. Và bài tập tập 1, tập 2 chúng ta đã có các cái đề kiểm tra giữa học kỳ 1, cuối học kỳ 1, giữa học kỳ 2 và cuối học kỳ 2. Các em có thể xem ở trên kênh. Rồi, và bây giờ thì mời các em mở sách giáo khoa trang 123 ra. Đấy, chúng ta sẽ đến cái bài đầu tiên này. Tìm chữ số thích hợp để viết vào cái ô trống sao cho. Đó, người ta cho mình câu A này. Vậy thì 75 này. Bây giờ chúng ta sẽ điền cái số nào vào đây để nó chia hết cho 2 nhưng không chia hết cho 5. Vậy thì chia hết cho 2 nhưng mà không chia hết cho 5 thì các em phải dựa vào dấu hiệu gì? Chia hết cho 2, đúng không? Chia hết cho 2 thì dấu hiệu của nó là những số gì? Số có tận cùng là 0, 2, 4, 6, 8, đúng không? Và không chia hết cho 5 tức là gì? Chúng ta phải biết được dấu hiệu chia hết cho 5 thì nó sẽ tận cùng là 0 và gì? Và 5. Vậy thì các số mà chúng ta điền ở đây nè, thì chúng ta sẽ không điền hai cái chữ số tận cùng là 0 với 5 ở đây, đúng không? Vậy thì trên cái số mà chia hết cho 2 thì có chữ 0, nó trùng với thằng này thì chúng ta sẽ bỏ, đúng không? Vậy thì ở đây chúng ta có thể điền được các chữ số đó là gì? 2 hoặc 4 hoặc 6 hoặc gì? Hoặc 8, đúng không? Đấy, vậy thì ở đây các em có thể tự điền nhá, bất kỳ số nào cũng được nhá. Thì thầy sẽ viết nháp vào đây luôn cho các em nhá. Các số có thể điền. Đó, các số mà chúng ta có thể điền nè sẽ là gì? Không lấy số 0 nữa chưa? Sẽ là số 2 hoặc số 4 hoặc số 6 hoặc là số gì? Số 8 này. Đó, ví dụ thầy điền đây là số gì? Số 2. Đó, ví dụ là thế nhá. Các em có thể điền số 4 hoặc số 6 hoặc số gì? Số 8. Rồi. Sang ý B này. Chia hết cho 2 và chia hết cho 5. Đấy. Vậy thì ở đây thì các em dựa vào dấu hiệu đây nè. Chia hết cho 2 là 0, 2, 4, 6, 8 và chia hết cho 5 là 0 và 5. Vậy thì cái số mà điền vào đây chia hết cho cả hai số là 2 với 5 thì chỉ có mỗi số nào thỏa mãn thôi các em. Chỉ có mỗi số gì? Số 0. Đúng không? Vậy thì số vừa tìm được có chia hết cho 3 không? Tức là gì? Số 750 này nè. Thì nó có chia hết cho 3 không? Đó, vậy thì muốn biết nó chia hết cho 3 không thì cái dấu hiệu chia hết cho 3. Đó. Chia hết cho 3 này là tổng các chữ số, đúng không? Phải làm sao? Chia hết cho 3. Đúng nào. Đó, tổng các chữ số chia hết cho gì? Cho 3 thì nó sẽ chia hết cho gì? Cho 3. Vậy ở đây số mà chúng ta vừa tìm được ở đây, điền vào đây tức là số 750. 750 thì sẽ có tổng nó sẽ là 7 cộng 5 cộng 0. Vậy thì 7 cộng 5 là 10, 12. Vậy thì 12 chia cho 3 được mấy? Được 4. Như vậy thì số này có chia hết cho 3 không? Chia hết cho 3, đúng không? Đấy, vậy thì chúng ta sẽ trả lời là gì? Trả lời sao các em? Số vừa tìm được tức là số 750. Các em viết vào đây, thầy viết vào giấy sách luôn nhá. Số vừa tìm được tức là số 750 là 750. Đó, nó sẽ làm sao các em? Chia hết cho 3. Được chưa? Đó. Xong nhá. Được chưa nào? Đấy, vậy thì đây chính là câu gì? Câu B. Bây giờ chúng ta sẽ đến câu C này. Điền cái số nào vào đây để chia hết cho 9 nào?
Đó, vậy thì cái dấu hiệu chia hết cho 9 các em lại phải nhớ. Chia hết cho 9 thì cũng giống như là chia hết cho 3 đúng không? Thì chia hết cho 9 này, là tổng các chữ số phải làm sao? Chia hết cho 9 đúng không? Đó, thì nó sẽ chia hết cho gì? Cho 9. Đúng chưa nào? Đó. Vậy thì dựa vào đây chúng ta có này số 7 với số 5. Vậy thì bây giờ có 7 cộng với 5 rồi là bằng bao nhiêu rồi? 12. Vậy thì 12 bây giờ chúng ta sẽ cộng nào. Cộng với 1 nào thì nó sẽ là bao nhiêu? 13. Không chia được cho 9 đúng không? Cộng với 2 nè. Đúng không nào? Thì nó sẽ bằng 10, 14 nè, không chia được đúng không? Cộng với 3. 12 cộng 3 bằng 10. 15 có chia cho 9 không? Cũng không được đúng không? Cộng với 4. 15 cộng à 12 cộng với 4 là mười mấy? 10. 16 có chia cho 9 không? Cũng không đúng không? Cộng với 5 thì nó ra 10, 17 cộng với 6 thì ra 10, 18 đúng không? Cộng với 7 thì bằng bao nhiêu? 10, 19. Và cộng với 8 thì bằng bao nhiêu? Bằng bao nhiêu các em? Bằng 2, 20. Cộng với 9 thì bằng bao nhiêu? 20 mấy? 21. Đúng không? Vậy thì các em nhìn vào đây thì chúng ta thấy nè, số nào nó sẽ chia hết được cho 9 trong những cái số mà chúng ta có thể cộng và điền vào đây nè các em. Vậy thì số nào các em? À, số mấy đây? 18 đúng không? 18 chia cho 9 thì bằng gì? Bằng 2 đúng không? Đấy, như vậy thì chỉ có duy nhất một chữ số, đó là chữ số gì? Số 6 chúng ta điền vào đây là phù hợp đúng không? Tức là 7 cộng với 5 rồi cộng với gì? Với 6. Vậy thì số chúng ta điền vào đây sẽ là số 6 nè. Đấy, được chưa? Rồi, ý tiếp theo của nó nè. Số vừa tìm được có chia hết cho 2 và 3 không? Đó, vậy thì 7 nè, 5 nè, 6 nè. Tận cùng là 6 thì chắc chắn nó sẽ chia được hết cho 2 đúng không? Đúng nè. Đấy. Tận cùng là 6 này thì chắc chắn số này sẽ chia hết cho 2. Vậy thì 7, 5, 6 này có chia hết được cho 3 không? Thì chúng ta cộng nè. 7 cộng 5 cộng 6. Tức là 7 cộng 5 cộng 6 thì bằng bao nhiêu? Mười mấy? 18. 18 chia cho 3 không? Chia cho 3 được đúng không? 6 đúng không? Đấy, vậy thì chúng ta sẽ trả lời cái gì các em? Số vừa tìm được có tận cùng là 6. Nên nó có thể, đây các em viết cái này lời giải của cái ý này như sau nhá. Số vừa tìm được nè. Số vừa tìm được. Số vừa tìm được là, em ghi cái số ra, 7, 5, 6 có tận cùng. Có tận cùng là 6 nè. Nên làm sao các em? Nên chia hết cho gì? Nên sẽ chia hết được cho 2. Đúng chưa? Rồi bây giờ muốn xem nó có chia hết được cho 3 không? Được chưa? Thì chúng ta cũng lại lập luận là số vừa tìm được. Số vừa tìm được là bao nhiêu? 7, 5, 6 có tổng các chữ số. Các em ghi ra. Đó, nếu mà em nào kỹ thì có thể ghi là gì? Là mấy? 7 cộng 5 cộng 6 bằng bao nhiêu? Mười mấy? 7 cộng 5 12, 12 cộng 6 là mười mấy? 18 đúng không? Đấy. Sẽ chia hết được cho gì? Cho 3. Đó. Được chưa? Đó, vậy thì chúng ta sẽ kết luận, vậy thì cái số này nó sẽ chia hết được cho cả 2 và 3. Vậy thì số 7, 5, 6 chia hết cho gì? Cả 2 và 3. Được chưa? Rồi nhá. Đấy, cái ý của câu C này chúng ta phải lập luận như vậy cho thầy. Rồi, chúng ta sẽ đến bài số 2. Và bài số 2 thầy sẽ lấy cái giấy này. Bài số 2 người ta cho nè. Một cái lớp học có 14 học sinh trai
và 17 học sinh gái. Phân số chỉ phần học sinh trai trong số học sinh của cả lớp học đó và phân số chỉ phần học sinh gái trong số học sinh của học. Ồ, cái dạng toán này thì có gì khó khăn không các em? Ta biết được này, học sinh trai và học sinh gái là bao nhiêu? À, học sinh trai nhé. Ồ, phải lấy nháp của thầy. Phải lấy này nháp đi. 14 à? 14 là học sinh gì? Trai. Và 17 là gì? 17 là học sinh gái nè. Vậy thì bây giờ muốn tìm cái phân số chỉ thì chúng ta phải tính gì? Tổng học sinh này là bao nhiêu nè? Đúng không? À, vậy thì tổng học sinh là chúng ta cần phải tính nè, xem là bao nhiêu học sinh. Vậy bây giờ muốn tìm cái phân số là 14 nè, của trai thì sẽ 14 trên cái tổng này nè, đúng không? Và của gái này thì sẽ là 17 trên cái tổng này thôi. Đấy, vậy thì nhiệm vụ chúng ta sẽ tính gì? Tổng. Vậy thì tổng học sinh thì sẽ bằng học sinh trai cộng với học sinh sinh gái. Được chưa? À, dễ như kiểu là ăn gì? Ăn kẹo, đúng không? Vậy chúng ta sẽ tính là tổng số học sinh của lớp học đó là thôi. Này, các em sẽ giải nha. Tổng số học sinh. Tổng số học sinh của cái lớp học đó là, được chưa? Đó. Chúng ta có 14 là học sinh trai cộng với học sinh gái là bao nhiêu? 17, được chưa? Rồi các em cộng vào 47, 11 với 1 nhân 1, 11 là 2 nhân 1 là 3. Như vậy thì tổng số học sinh là 31 học sinh. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ làm câu gì? Câu A thôi. Phân số chỉ phần học sinh trai trong số học sinh của cả lớp là, được chưa? Chúng ta sẽ trả lời nè. Phân số chỉ gì đây? Phần học sinh trai. Phần học sinh trai, các em viết lại cái đề thôi, học sinh trai trong số học sinh của cả lớp là, phần học sinh trai này, trong số học sinh của cả lớp là, đó thì sẽ là phân số nào các em? Sẽ là học sinh trai trên tổng số là 31. Được chưa? Dễ như là ăn cháo, đúng không? Rồi, câu B thì giống như là câu A thôi, thì chúng ta chỉ thay trai bằng gì? Gái thôi. Đúng không nào? Rồi, sẽ là phân số chỉ phần học sinh gái trong số học sinh của cả lớp là, à, sẽ là bao nhiêu? 17 trên 31. Được chưa? Đó, xong nhá. Rất là đơn giản, đúng không? Rồi, chúng ta sẽ đến bài tiếp theo, bài số 3. Bài số 3 họ cho mình nè. Chỉnh cái máy quay lại. Sao mà nó cứ xéo xẹo. Trong các phân số 20 trên 36, 15 nè, phân số nào bằng phân số 5/9? Vậy thì bây giờ muốn biết cái phân số nào bằng 5/9 thì nhiệm vụ của chúng ta phải làm gì các em? Phải làm gì? Phải đưa những phân số này về dạng phân số tối gì? Tối giản thôi, đúng không? Không còn cái cách nào khác. Đó là gì? Chúng ta phải đưa nó về dạng phân số tối gì? Tối giản. Được chưa? Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ rút gọn nó thôi. Rút gọn các phân số. Rút gọn các cái phân số này
thì chúng ta sẽ có nhá. Phân số đầu tiên 20 trên 30 mấy, 36 nè. Vậy thì chúng ta sẽ thấy nè, phân số này sẽ chia cả tử và mẫu cho mấy được nè. 36 có thể chia được cho mấy? Cho 4, cho 9 đúng không? Nhưng mà 20 không chia được, vậy thì chia cả tử và mẫu cho 4. Được chưa? 36 chia 4. Rồi 20 chia cho 4 thì bằng 5. 36 chia 4 bằng 9. Đấy, đã tìm được một phân số bằng 5/9 này nè. Rồi phân số thứ hai, mười mấy, 15 trên 18 nè. Cũng tương tự như vậy thì hai cái tử và mẫu đây nè, thì nó sẽ cùng chia hết được cho mấy cái em? Chia hết được cho 3 thôi đúng không? Đó, sẽ là 18 chia cho 3. Như vậy thì ở đây 15 chia cho 3 thì được 5, 18 chia 3 bằng 6. Đúng không? Rồi phân số thứ 3, 45 trên 25. 45 nè trên 25. Vậy thì hai cái này cùng chia hết được cho mấy nhỉ? 25 thì chia hết được cho 5 thôi đúng không? Vậy thì sẽ chia hết cho 5 nhá. Cùng chia cho 5. Đúng không nào? Đó. Vậy thì 45 chia cho 5 thì bằng 9. 25 chia cho 5 bằng 5. Như vậy thì rút gọn nó bằng 9/5. Rồi, 35 trên 63. Phân số tiếp theo, 35 trên 60 mấy, 63. Vậy thì 63 này có thể chia được cho mấy? 35 thì chia được cho 5, cho 7 nè. 63 thì chia được cho 7 đúng không? 7, 9, 63. Rồi, vậy chúng ta sẽ cùng chia cho mấy? Chia cho 7 nha. Rồi, 63 chia cho 7. Vậy thì 35 chia cho 7 được 5. 63 chia 7 bằng 9. Đấy, như vậy thì sau khi rút gọn thì chúng ta sẽ thấy có mấy phân số bằng với 5/9 nè. À, phân số thứ nhất nè. Phân số thứ gì? 2 nè. Đúng không nào? Vậy thì các em sẽ rút gọn nè. Vậy các phân số bằng 5/9 là đó. Được chưa? Bằng 5/9 nè. Sẽ là đó, em ghi hai phân số ra. Ghi thì ghi cái phân số mà mình rút gọn nha, 20/36. 20/36 và bao nhiêu? 35 trên gì? Trên 63. Được chưa? Đấy, chúng ta sẽ có hai phân số bằng với 5/9. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến bài số 4. Viết các phân số theo thứ tự từ bé đến lớn. À, bài này hơi khó một tí nữa. Đúng không? Vậy thì các em nhìn một lượt này, chúng ta thấy tất cả những phân số này đều không có mẫu bằng nhau, cũng không có tử bằng nhau, đúng không? Và nhìn vào đây nè, thì thấy các phân số này đã là phân số tối giản chưa? Chưa là phân số tối giản mà các em chưa học cái quy đồng mẫu số chung. Tức là nếu mà các em đã học thì các em sẽ nhìn thấy đây, số 60 nó có thể chia hết được cho ba cái này đó. Nhưng mà bây giờ chúng ta chưa học, lên lớp 6 thì chúng ta sẽ học cái dạng này. Lớp 5 phần nâng cao là cũng đã có. Tuy nhiên thì lớp 4 chúng ta chưa học nhá. Vậy thì để sắp xếp được thì chúng ta cũng không chọn là theo gì? Theo so sánh nó với 1 được, hoặc là số trung gian là được. Do vậy thì chúng ta phải tiến hành rút gọn nó, sau đó quy đồng để đưa nó về gì? Mẫu số chung. Được chưa? Bước 1 bắt buộc ta phải rút gọn để đưa nó về gì? Phân số tối giản này. Rút gọn các phân số, hơi dài dòng một tí nha các em. Ta có nè, bắt buộc ta phải rút gọn nha. 8 trên bao nhiêu? 12. Vậy thì đưa về phân số tối giản thì cái anh này nó sẽ cùng chia hết cho mấy các em? 8 thì chia hết được cho 2, cho 4 và cho gì? Cho 8. 12 thì chia hết được cho mấy?
cho 2, cho 3, cho 4 và cho gì? Cho 6. Như vậy thì chúng ta sẽ chia cho mấy? Chia cho 4 nhá. Được chưa? Rồi. Ở đây 8 chia cho 4 thì được 2, 12 chia cho 4 thì được 3. Được chưa? Phân số thứ 2, 12 trên 10, 15 nè. Rồi tự nhiên thầy viết cái dòng không ra đâu đâu hết, thôi kệ đi, lỡ rồi. Thì chúng ta sẽ chia cả tử và mẫu cho mấy? Cho 3, đúng không? Rồi 12 chia 3 thì được 4 nè, 15 chia cho 3 thì được 5. Được chưa? Phân số thứ 3 này, 15 trên 20, 15 trên gì? 20. Đó, thì đây thầy sẽ chia cả tử và mẫu cho mấy? Cho 5. Đúng không? Vậy chia cho 3 thì không, 20 nó không chia được. 20 chia cho 5. Rồi. Vậy thì 15 chia cho 3, cho 5 thì bằng 3, 20 chia cho 5 thì bằng 4. Rồi, vậy bây giờ mình rút gọn rồi thì thấy nè, ba cái phân số mà mình rút gọn đây này, nó cũng không có cùng tử và cũng không cùng mẫu. Đó, bây giờ chúng ta phải tiến hành là gì? Quy đồng. Quy đồng để làm gì? Chung mẫu số. Quy đồng các phân số. Các cái phân số nào? Em ghi ra. 2 phần 3 mấy 4 phần 5 3 phần gì? 3 phần 4. Chúng ta sẽ có nè. Đó. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ quy đồng 2 phần 3 này nha. Trong cái bài trước là chúng ta đã có một cái dạng toán này rồi. 2 phần 3 này, tức là quy đồng 3 phân số cùng một lúc, thì sẽ bằng nhân cả tử và mẫu của phân số thứ nhất với mẫu của phân số thứ hai và mẫu của phân số thứ gì? Thứ ba, đúng không? Đấy. Nhớ ra chưa? Rồi, vậy thì 2 x 5 là 10, 10 x 4 là 4, 40 trên 5 x 4 20, 20 x 3 là 6 gì? 60. Đó, vậy thì chúng ta sẽ quy đồng mẫu số chung ở đây là 60 hết. Rồi, phân số thứ hai 4 trên 5 sẽ bằng phân số thứ hai thì sẽ nhân cả tử và mẫu của nó với mẫu phân số thứ nhất và mẫu của phân số thứ gì? Thứ 3. Tức là nhân với 3, nhân với mấy? Nhân với 4. Đúng chưa? Rồi. Như vậy ở đây sẽ là 5 nhân 3 nhân 4. 4 nhân với 3, 12. 12 nhân với 4 sẽ là 40 mấy? 48. Và dưới này chắc chắn là 6 rồi. 60. Đúng chưa nào? Rồi. Tiếp theo. Phân số thứ 3 là 3 phần 4. 3 phần 4 thì chúng ta sẽ nhân cả tử và mẫu của nó với mẫu phân số thứ nhất và mẫu phân số thứ gì? Thứ hai. Tức là nhân với 3 nhân với 5 trên 4 nhân 3 nhân 5. Rồi, 33 là 9, 9 nhân 5 là 40 mấy? 45 trên gì? 60. Rồi bây giờ nhiệm vụ chúng ta là so sánh 3 phân số cùng gì? Cùng mẫu số thôi. Đó, vậy thì chúng ta sẽ so sánh tử gì? Tử số thôi. Vì bao nhiêu? 40, 48, 45 nè. Vậy thì 40 sẽ là nhỏ nhất nè. Nhỏ hơn 40 mấy? 45. Nhỏ hơn bao nhiêu nữa? 48. Nên sao các em? Nên 40 trên 60 sẽ nhỏ hơn 45 trên 60, nhỏ hơn bao nhiêu? 48 trên 6 gì? 60. Được chưa? Đó, vậy thì đến đây chúng ta sẽ kết luận vậy. Vậy thì các phân số theo thứ tự gì các em? Từ gì các em? Yêu cầu đây là gì?
lớn đến bé. Đấy, từ lớn đến gì? Đến bé sẽ là, vậy thì lớn nhất ở đây là 48 trên 60 đúng không? 48 trên 60 chính là 4 phần 5. Mà 4 phần 5 chúng ta là từ bao nhiêu? 12 trên gì? Trên 15. Đấy, các em phải nhớ lấy phân số gốc ban đầu nha, 12 trên 15. Sau đó đến phân số nào? 45 trên 60. 45 trên 60 chính là 3 phần gì? 3 phần 4. Vậy thì nó sẽ là 15 trên gì? Trên 20. 15 trên 2, 20. Và cuối cùng là anh nào? 8 trên bao nhiêu? 8 trên 12. Được chưa? Rồi, xong nhá. Đấy, cái bài này thì các em nhớ là chúng ta làm theo cái kiểu như vậy nha. Rồi, và đến bài số 5. Một cái bài hình học. À, người ta cho mình cái hình này. Hai hình chữ nhật có phần chung là tứ giác ABCD. Xem cái hình vẽ. Đây, hình chữ nhật thứ nhất nè. Đó, chéo như thế này. Hình chữ nhật thứ hai nè. Vậy thì phần chung của hai hình chữ nhật người ta tô màu xanh như nè. Đúng không? Rồi, câu A nè. Giải thích tại sao hình tứ giác ABCD có từng cặp cạnh đối diện song song. À, tức là giờ mình phải giải thích làm sao nè. Cặp cạnh AB nè. Đó. Tức là giải thích tại sao là cái cặp cạnh AB này nè nó lại song song với cái cặp cạnh DC. Đúng không? Và cặp cạnh AD song song với lại B gì? BC này. Đó, bây giờ mình phải giải thích nha. Hình thì có đây rồi nhá, câu A nè. Chúng ta phải giải thích tại sao. Vậy thì các em nhìn vào đây cũng thấy nè. AB đây nè. Nó nằm trên gì? Trên hình chữ nhật nào đây? Hình chữ nhật nằm ngang đây, đúng không? DC này có nằm trên hình chữ nhật này không? Có, đúng không? AB này thuộc chiều gì? Chiều dài. DC này cũng thuộc chiều gì? Chiều dài. Tức là AB với lại DC này này cùng nằm trên gì? Trên cái gì đây các em? Trên chiều dài, đúng không? Đó, vậy thì mình sẽ chứng minh cái thứ nhất là cặp cạnh này đầu tiên, đúng không? Rồi, vậy chúng ta sẽ có này, cạnh AB. Cạnh AB này. Và cạnh D gì? DC hay là CD cũng được. Mà thôi chúng ta gọi là DC nhé. Và DC của tứ giác ABCD. Đó. Của cái tứ giác người ta tô màu xanh đó. ABCD thuộc hay là nằm nha. Thuộc hay là nó nằm trong cái cạnh đối diện đó. Thuộc hai cạnh đối diện. Thuộc thì chúng ta đến lớp 7 chúng ta mới học. Nhưng mà giờ nó là nằm trên nha. Cạnh đối diện của hình chữ nhật gì? Hình chữ nhật gì đây? Của hình chữ nhật, ta gọi là hình chữ nhật này, gọi là hình số 1 đi. Được chưa? Đây là hình số 2 này. Hình nằm xiên đây này, hình số 2. Được chưa? Hình chữ nhật 1. Tức là cái hình này gì? Hình nằm ngang đó. Đúng không? Đó, chúng ta ghi cho nó rõ ra để giáo viên không thể nào mà bắt bẻ được. Nên là gì? Nên chắc chắn là chúng sẽ song gì? Song song vì tính chất của hình chữ nhật là có hai cặp cạnh đối diện song gì? Song song mà hai cái thằng này nằm trên hai cái cạnh đó thì nó phải gì? Song song. Rồi. Tương tự như vậy thì cạnh AD với lại cạnh B gì? BC. Tương tự như vậy thì chúng ta sẽ có cạnh AD và BC. AD và này BC
cũng của tứ giác nha. Của cái tứ giác A, B, C, D cũng nằm trên hay là gì? Thuộc cạnh đối diện đúng không? Thuộc hai cái cạnh đối diện của cái hình chữ nhật nào các em? Của hình chữ nhật. Hình chữ nhật mà chúng ta ký hiệu nó là hình số 2. Tức là gì? Cái hình nằm gì? Nằm gì đây? Nằm chéo đây này. Nằm nghiêng, đúng không? Đó, tức là cái hình nằm nằm chéo hay là nằm nghiêng. Nha. Nên gì? Nên chúng sẽ song gì? Song song. Được chưa? Vậy thì từ hai cái điều này thì chúng ta sẽ kết luận là gì? Vậy thì gì? Tứ giác ABCB có từng cặp cạnh đối diện gì? Song song. Được chưa? Từ hai cái điều trên thì các em sẽ kết luận là vậy. Tứ giác ABCD là tên của nó đúng không? Có gì? Các em ghi lại thôi, từng cặp cạnh đối diện song song. Từng cặp cạnh đối diện song song. Đó, em nào mà kỹ hơn nữa thì chúng ta chỉ ra đó là AB và CD phải một cái. Rồi lại là AD và B gì? BC. Đó. Làm như thế này thì có mà đến giáo viên nào cũng phải gì? Phải chịu thôi, không có đường nào mà nói được chúng ta, đúng không? Rất là chặt chẽ. Rồi, đến câu B. Đo độ dài các cạnh của hình tứ giác rồi nhận xét xem từng cặp cạnh có bằng nhau không. Vậy thì giờ chúng ta sẽ tiến hành đo này. Lấy thước ra chúng ta đo thôi. Câu B này, vậy thì đo độ dài. Đo độ dài các cạnh của hình tứ giác. Của cái hình tứ giác A, B, C, D. Đó, thì chúng ta sẽ có nè, như sau nè. Rồi, thứ nhất nè, ta đo cạnh đầu tiên là cạnh gì đây các em? AB này. Như vậy thì AB này bằng mấy các em? Bằng 4 đúng không? Rồi cạnh đối diện với nó là D gì? DC. Đấy, cũng bằng mấy? Bằng 4 nè. Vậy chúng ta sẽ có nè, AB này. AB bằng 4 cm nè. Được chưa? Rồi. Cạnh thứ hai chúng ta vừa đo là D gì? DC này. Cũng bằng mấy? 4 cm nè. Được chưa? Rồi cạnh thứ ba nè. Là cạnh gì đây? DC này. AD bằng mấy? Bằng 3. Cạnh gì? BC bằng 3. À, như vậy thì nó sẽ đối diện thôi. AD này thì bằng gì? Bằng 3 cm này. Và thằng nào? BC bằng 3 cm. Rồi vậy thì chúng ta đo độ dài xong, chúng ta nhận xét làm sao? Vậy chúng ta sẽ nhận xét. Vậy thì tứ giác, vậy tứ giác, nhớ cái lập luận nha các em, A, B, C, D có các cặp cạnh, rồi từ này dư nhá, chúng ta ghi lại có các cặp cạnh, cặp cạnh gì các em? Đối diện bằng nhau. Được chưa? Đối diện bằng gì? Bằng nhau.
Rồi, đó, xong câu B nha. Ta sẽ đến câu C. Cho biết hình tứ giác này là hình bình hành. À, có độ dài đáy DC, tức là gì? Cái đoạn DC này này là 4 nè. Đáy nè. Đó, thầy vẽ ra đây, các em không vẽ vào nha. Bằng 4 cm. Chiều cao AH nè. AH đây là bằng mấy? 2 cm. Tính diện tích của hình bình hành. Ô, cái này thì chúng ta chỉ việc làm sao các em? Chỉ việc áp dụng công thức tính diện tích hình bình hành. Đúng không? Quá đơn giản đúng không? Vậy thì diện tích cái hình bình hành. Đến câu này thì người ta gọi nó là hình bình hành, thì chúng ta lại ghi nó là hình bình hành nha. Hình bình hành A, B, C, D là diện tích hình bình hành thì sẽ bằng đáy nhân với chiều gì? Chiều cao thôi. Sẽ là 4 nhân với gì? 2. Vậy thì 4 nhân 2 là 8 và diện tích đơn vị là cm vuông. Được chưa? Đấy. Như vậy chúng ta đã thực hiện xong cái bài này. Và các em nhớ là trước khi chia tay thì đừng quên chia sẻ video và giới thiệu cái kênh của chúng mình đến thật là nhiều những bạn đang học ở trong lớp, trong trường nha. Bye bye.